À, thưa các anh chị, là bi hát là gì? Hồi nãy anh Minh MC anh có nói một chút đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy trên màn hình bi hát, chúng tôi lấy từ những cái chữ tiếng Anh đúng không ạ? Bi là sắc đẹp, là beauty, và hát là hạnh phúc, là happy. Tuy nhiên thì nó còn một cái chữ hát đúng không ạ? Cái chữ hát đó thì nó được ghép từ ba cái chữ, đó là healthy là sức khỏe, A là aspire là khát khao, và chữ peace là bình an. Chữ bi hát nó thể hiện một cái thông điệp, đó là gì ạ? Đó là khát khao có được sức khỏe thực sự, vẻ đẹp tự nhiên, cũng như cuộc sống giàu có hạnh phúc trong sự bình an. Và cả nhà có thể cho một tràng pháo tay cho chữ bi hát đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa là khi chúng ta phát âm cái chữ bi hát là chúng ta đang nói cái câu này đúng không ạ? Chúng ta đang nói là chúng ta khát khao có sức khỏe thực sự, vẻ đẹp tự nhiên, cũng như cuộc sống hạnh phúc trong bình an. Đó. Như vậy thì mỗi một lần thức dậy, tôi nói trong miệng của tôi một cái câu là đi hát, có nghĩa là tôi đang nói cái câu này. Và một vài con số đáng nhớ, đúng không ạ? Trong suốt cái quá trình hoạt động mà từ khi chúng tôi thành lập kênh phân phối đi hát, đó là 36 sản phẩm hiện tại chúng tôi đang có trên trang web bihat.vn. Con số 200 đó là 200, hơn 200 sự kiện online chúng tôi đã thực hiện trong suốt thời gian từ tháng 7 năm 2021 tới bây giờ. Con số 2 đó là 2 sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Sự kiện thứ nhất là chúng tôi ra mắt sản phẩm về viên uống đẹp da Venai Sarawai vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Trong đó có thêm một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm cố giảm cân NB Herbra Slim. Hai sản phẩm này được sản xuất bởi một nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP ISO 22000 và rất nhiều những cái tiêu chuẩn khác về sản xuất, đó là nhà máy Nature Việt Nam. Con số 2 cũng là hai giám đốc vùng. Trong suốt quá trình hoạt động của chúng ta đã có hai người đạt cái cấp độ giám đốc vùng. Và 20 đó là 20 sự kiện online mà chúng tôi mời các chuyên gia, những diễn giả có những kiến thức uyên thâm để về cùng chia sẻ và nâng cao cái sự phát triển bản thân cho cộng đồng BHAT. Con số 6 đó là gì ạ? Đó là 6 cấp bậc trưởng phòng. Con số tiếp theo đó là 25 cấp bậc giám sát. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ ghi nhận những con số này trên sân khấu ạ. Xin một tràng pháo tay được không ạ? Thưa các anh chị, tầm nhìn của BHAT là bất kỳ một doanh nghiệp nào khi mà chúng ta thành lập, chúng ta đều phải có cái mục tiêu lâu dài đúng không ạ? Và cái mục tiêu này sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự kiên trì, kiên định trong suốt quá trình hoạt động. Nếu như chúng ta gặp khó khăn gì đó thì chính cái tầm nhìn này nó sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh trở lại cái con đường của chúng ta, và chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn đúng không ạ? Và chúng tôi định hướng chúng tôi sẽ trở thành một đơn vị hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về cung cấp những giải pháp làm sao để cho con người khỏe, đẹp, giàu, hạnh phúc nhưng mà phải bình an. Đó chính là tầm nhìn của công ty chúng tôi. Và tiếp theo là sứ mệnh. Để mà biến được cái tầm nhìn đó, chúng tôi phải thực hiện ba cái sứ mệnh này. Thứ nhất là kinh doanh sáng tạo và phát triển bền vững. Kinh doanh sáng tạo có nghĩa là chúng ta phải nghĩ làm sao để giá trị của khách hàng nhận được lớn hơn nhiều so với chi phí mà họ bỏ ra để mua sản phẩm dịch vụ cũng như giải pháp của công ty. Đó chính là kinh doanh sáng tạo. Tiếp theo là môi trường làm việc năng động và hạnh phúc. Đó chính là môi trường của chúng ta, môi trường nội bộ công ty. Rồi chia sẻ cộng đồng là trách nhiệm. Đây chính là những sứ mệnh. Và để thực hiện những sứ mệnh này, chúng tôi cần phải thể hiện bằng những giá trị cụ thể. Đó chính là những giá trị cốt lõi. Và đến ngày hôm nay thì trong quá trình phát triển của xã hội, chúng ta đều biết rằng bây giờ để tồn tại và phát triển thì bất kỳ một doanh nghiệp nào đều phải xác định khách hàng là trọng tâm, đúng không ạ? Và đặc biệt là đến thời điểm hiện tại, chúng ta đang có một cuộc chiến về giá trị. Chính vì vậy mà hàng ngày chúng tôi xác định cái công việc ưu tiên hàng đầu là chúng tôi phải xác định là gia tăng cái giá trị cho khách hàng. Đó chính là cái ưu tiên hàng đầu. Và tiếp theo là sáng tạo và thích nghi.
sáng tạo và thích nghi là chúng ta phải đem những cái giá trị cho khách hàng lớn hơn chi phí mà họ bỏ ra. Hợp tác cùng phát triển, chúng ta sẽ có những cái sản phẩm, có dịch vụ, có giải pháp kinh doanh để làm sao chúng ta cùng thắng, đúng không ạ? Chúng ta đem lại kết quả cho khách hàng cũng như là khách hàng sẽ chiến thắng cùng với công ty. Và tiếp theo là luôn học hỏi không ngừng. Đối với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì nếu chúng ta chỉ cần một ngày đứng yên thôi là chúng ta đã tụt hậu rồi. Chính vì vậy mà một trong những giá trị chúng tôi xác định là phải học hỏi không ngừng. Và giá trị tiếp theo đó là hiệu quả, là thước đo. Tất cả những cái thành quả của công ty đều tính bằng hiệu quả, đều bằng con số. Và nếu như chúng ta cứ lan tỏa và thực hiện 5 cái giá trị này hàng ngày thì chúng ta đang thực hiện sứ mệnh. Và nếu như chúng ta lan tỏa cái giá trị cốt lõi của chúng ta hàng ngày và theo một phạm vi nào đó thì đó chính là tầm nhìn. Nếu chúng ta lan tỏa trong Việt Nam thì tầm nhìn đó là tầm nhìn Việt Nam. Và nếu chúng ta lan tỏa giá trị cốt lõi trong khu vực thì đó chính là tầm nhìn khu vực. Và công ty VH mong muốn sẽ có một cái tầm nhìn khu vực Đông Nam Á. Đây, một tràng pháo tay của quý vị được không ạ? Và đây là triết lý sản phẩm. Chúng ta cần phải có triết lý về sản phẩm để chúng ta an tâm hơn, tin tưởng hơn khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào của VH. Đầu tiên là phải hợp pháp. Cái gì ạ? Đầu tiên là phải hợp pháp. Tất cả những dòng sản phẩm trước khi được phân phối ra thị trường thì đều phải có giấy công bố, đều phải có hồ sơ pháp lý, đều phải có nguồn gốc rõ ràng. Đó chính là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai là an toàn, và theo xu hướng hiện tại của người tiêu dùng thì an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy mà tất cả những dòng sản phẩm của VH đều được sản xuất từ những nguyên liệu hoàn toàn 100% là thiên nhiên. Cái gì ạ? Tiếp theo là gì ạ? Cải tiến liên tục. Cải tiến liên tục. Tiếp nữa đó là chất lượng. Chất lượng. Chúng tôi có những cái công nghệ, chúng tôi có đội ngũ y bác sĩ, chúng tôi có những nguyên vật liệu nhập khẩu từ những nước tiên tiến sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Và tiếp theo nữa là giá hợp lý. Nếu như các chị tham khảo những giá của sản phẩm VH đang sản xuất và phân phối thì đều cảm nhận được điều này, đó là giá cả cực kỳ hợp lý cũng như là minh bạch. Chúng ta hoàn toàn có thể quét mã vạch trên từng sản phẩm để chúng ta thấy được nguồn gốc xuất xứ cũng như là giá của sản phẩm. Và đây là chiến lược phân phối. Chiến lược phân phối. Và chúng tôi xác định ngay từ đầu khi thành lập thì cái giá trị niềm tin của khách hàng chính là giá trị trọng tâm, là giá trị cốt yếu để giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, nếu như khách hàng sử dụng sản phẩm hài lòng và sau đó giới thiệu với một ai đó thì nó có 3 cái niềm tin chính trong khi mà người tiêu dùng quyết định mua sản phẩm của chúng ta. Đó là gì ạ? Thứ nhất là tin vào cái công ty đó có bề dày như thế nào, thương hiệu ra sao. Thứ hai là sao ạ? Tin về cái sản phẩm. Nhưng có một cái niềm tin cực kỳ là quyết định đến hành vi tiêu dùng cũng như là tin tưởng sử dụng sản phẩm, đó là gì ạ? Đó là chúng ta tin với người bán hàng, đúng không ạ? Chúng ta tin vào cái người bán hàng. Chính vì vậy nếu như khách hàng của chúng ta có một sự giới thiệu từ một ai đó tin tưởng thì cái sự quyết định mua, sự quyết định sử dụng của khách hàng sẽ cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy tôi đặt cái sự giới thiệu lên hàng đầu, đó là chiến lược phân phối. Tiếp theo là công nghệ. Tôi lại có một cái may mắn, đó là tốt nghiệp công nghệ thông tin, đúng không ạ? Và tôi có những cái kinh nghiệm về công nghệ. Chính vì vậy tôi có thể phối hợp công nghệ để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tiếp theo là đơn giản. Đơn giản, tất cả những cách phân phối của chúng tôi vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản. Chúng ta mua sản phẩm của VH sẽ trở thành luôn cộng tác viên, trở thành luôn đại lý của công ty, đúng không ạ? Rồi, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo và rất nhiều sự cải tiến liên tục của chúng tôi sẽ tạo ra một kênh phân phối, một chiến lược phân phối sẽ giúp cho tất cả chúng ta cùng nhau đi tới một kết quả, đó là có sức khỏe thực sự, vẻ đẹp tự nhiên, cuộc sống hạnh phúc trong sự bình an. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Và chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối ngon miệng và thật là nhiều niềm vui ạ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Giữa hai đơn vị cùng với nhau, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục có với nhau những sản phẩm thật tốt, mà VH sẽ là kênh phân phối độc quyền của thương hiệu OZ tại Việt Nam.
chúng ta đã thấy rằng để mua được một sản phẩm tương tự sẽ rất khó, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã dễ dàng hơn bởi vì đã có PH là cánh tay nối dài. Và xin mời cả hai đơn vị sẽ cùng tham gia ký kết. Và chúng ta hãy mãi lưu khắc khoảnh khắc ngày hôm nay, khoảnh khắc mà cả hai đơn vị PH và UZ đang cùng với nhau ký những thỏa thuận để chúng ta cùng nhau kết hợp và phát triển trong thời gian sắp tới. Và xin một tràng pháo tay lần nữa để cho chúc mừng cho sự hoàn tất của cả hai đơn vị PH và UZ ngày hôm nay. Và tất cả các anh chị hãy yên tâm, ngoài tất cả những sản phẩm của PH ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những sản phẩm chất lượng đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ tiếp thêm động lực để giúp cho các anh chị mau chóng thành công và đạt được sự bình an trong công việc và trong cuộc sống của mình. Một lần nữa, những tràng pháo tay thật lớn cho sự ký kết và liên kết này giữa cả hai đơn vị. Xin mời những ly rượu champagne đã được sẵn sàng và xin phép được mời anh Đức sẽ đại diện để cùng vui chơi champagne này để chúc mừng cho những sự kiện lớn trong ngày hôm nay của đại gia đình PH của chúng ta. Và xin mời tất cả các anh chị phía bên dưới chúng ta có thể trao đổi trong khoảng thời gian này rót đầy ly và sẵn sàng nâng ly khai tiệc cùng các chị. Xin mời ở phía bên dưới có nước ngọt, có bia, có nước suối. Rồi xin mời những ly rượu. Một cái duyên nó cũng rất là tình cờ và Linh biết được Linh hát qua một cái mối duyên kết nối từ vợ của tổng giám đốc là anh Nguyễn Văn Đức. Thì khi mà Linh gặp anh Đức á, và Linh cũng suy nghĩ bởi vì mình thấy được từ anh Đức, từ cái tầm nhìn của cái giá trị cốt lõi mà Linh hát đang muốn đưa đến cho tất cả các anh chị em, các khách hàng, các đại lý, các đối tác. Bởi vì Linh làm việc rất là nhiều, nhưng mà thật sự Linh nói là lần đầu tiên với một người Linh mà khi anh đưa ra những cái giải pháp, những cái chương trình đó, thì anh nói là bán hàng không phải là mình đang muốn cố gắng bán cho khách không, bán cho đại lý không, nhưng mà phải tìm giải pháp nào cho đại lý của mình cũng ra được hàng hóa của mình, chứ không phải mình với tâm lý là cứ đẩy hết hàng ra. Thật sự như Linh nói là ở trên thị trường rất nhiều các anh chị sẽ bị cái vấn đề là các đại lý rồi các đơn vị lớn họ chỉ việc đẩy hàng cho anh chị thôi, các anh chị ôm hàng như thế nào đó, sau đó như thế nào giữ cho anh chị, nhưng mà nhưng với anh Đức khi Linh làm việc và anh Đức nói là mình phải suy nghĩ bằng cách nào để cho những anh chị em đã đồng ý đi với mình là họ phải giàu. Đây là cái điều mà Linh đang nhắc từ anh và Linh đã gật đầu đồng ý khi mình đi với Đức. Và Đức nói rằng trong khi hát anh Đức sẽ luôn cố gắng mang về tiếp những cái những anh chị em khác, những chuyên gia khác nữa để luôn luôn đồng hành cùng hỗ trợ tất cả những anh chị em đã từng đi hát và đồng hành với hát tới ngày hôm nay cũng như trong tương lai. Riêng cái của Linh thật sự ra thì một quá trình cũng hơn 10 năm để Linh đi trong ngành này. Và Linh biết rằng cũng là có rất là nhiều vấn đề họ gặp phải. Giống như đây có một số anh chị em, có một số lãnh đạo cũng đã đi qua làm việc với Linh cũng tới 4 giờ sáng. Đúng không ạ? Nhưng khổ ở chỗ là chúng ta đang phải kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chúng ta vẫn phải rất là vất vả, vẫn phải đêm, nhưng chúng ta phải đẹp. Các chị ơi, các chị có cảm nhận được đó mà, có cảm thấy khó chịu mà. Mình cũng là như mọi người với nhau, mình cũng phải thức khuya dậy sớm, nhưng mà cái khác biệt là cứ biết mình làm đẹp quá cũng phải đẹp, nhưng mình vẫn phải sống như cuộc sống bình thường, rất là quá thì có nhà của mình cũng phải. Thì đó cũng là một trong những cái trăn trở mà Linh đã đi suốt một năm để Linh tìm như thế nào mà mình vẫn làm việc, mình vẫn chịu áp lực, vẫn phải được nhiều cái đam mê, cái
vẫn phải đẹp. Đúng ạ, tại vì ai cũng yêu cái đẹp đúng không ạ? Cả nhà có ý lớn không ạ? Dạ, có rất nhiều. Thì chắc chắn là cả anh chị em cùng đồng hành với Vi Hát sẽ còn đọc lên rất là nhiều nữa đúng không ạ? Thì Linh cũng không có thời gian thêm nữa. Thì chương trình của mình ngày hôm nay là một chương trình tôn vinh tất cả những anh chị đã cùng với Vi Hát một năm qua trong thời gian cực kỳ khó khăn, dịch Corona dập rất là nhiều, nhưng anh chị vẫn làm việc, vẫn có những cái hiệu quả cực kỳ xuất sắc. Thì đó mới là cái điểm nhấn của ngày hôm nay của chương trình. Nên anh Linh không muốn mất thời gian nữa và cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Cảm ơn. Kính thưa quý vị khách, kính thưa tất cả các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay, thì cái điều đầu tiên mà để cho thôi thúc tôi để tôi nói chung làm cái thực phẩm chức năng thì cũng đã đồng hành với chị Mai lâu lắm rồi, nhưng từ lần đầu tiên khi mà tôi cũng xài những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm rồi luôn cả là thực phẩm chức năng, tôi đều có chạy qua hết nhưng mà tôi không có tự tin. Riêng đợt này thì chỗ anh Hà xuống tặng cho tôi một cái chai đông trùng hạ thảo, tôi cũng không biết anh Hà là ai luôn, rồi gửi cho một cái đứa lính của tôi là gửi cho bác sĩ Ly, thì tôi mới trải nghiệm thử. Tôi uống thì tôi thấy nó cũng có cảm giác là đem lại sức khỏe cho mình, do đó tôi mới điện cho bác Mai, thì bác Mai nói chị gửi cho em nó, cho nên là bác Mai với tôi đồng hành từ xưa giờ biết bao nhiêu trải qua cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng, do đó tôi quyết định tôi sẽ làm cho bác Mai, thì từ đó là cái động lực cho tôi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ La Vinh Ly cùng với phần chia sẻ của mình. Và một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả các giám sát đang có mặt tại khu vực sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, được không ạ? Để chia sẻ với tất cả các anh chị em ở đây, đó là về thầy cảm thấy như thế nào khi mà sử dụng đông trùng hạ thảo. Thì có mặt tại đây một chuyện hôm nay, kính chúc tất cả quý nhà lãnh đạo công ty được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Kính thưa tất cả quý khách nhiều trong đây, thì những là chuyện chi thức và cũng là bác sĩ, y sĩ, những người trong ngành y rất là nhiều. Còn khi mà chỗ anh Đức có đi về chỗ chùa chúng tôi, thì hôm qua trao đổi thì anh Đức của bác sĩ Mai gửi cái dòng sản phẩm tâm trùng hạ thảo để giống như là gieo duyên cho người tử. Thì lúc bây giờ thì thật sự thì tôi trước khi xuất gia thì tôi cũng là người cũng học bên đông y, rồi người tử thì cảm nhận thấy là nó hiệu quả. Nhưng mà lúc bây giờ thì cái sản dòng sản phẩm này tôi không có đem đi bán cái đó, tại vì tôi lấy cái tôi cũng mua nhưng mà tôi cũng tặng cho những người xung quanh tôi, tại vì tặng cho những người xung quanh họ uống thử thế nào cảm nhận được thì tự lên tiền cho bác sĩ Mai đó mà mua, chứ tôi không phải là người như thầy tôi ngồi đi bán cũng làm từ thiện. Nhưng mà tôi lấy ai mua những cái thuốc khác, nhưng mà tôi cũng chọn cái dòng thuốc này để tôi luôn là món quà từ thiện, đó là cái gì vậy? Thì khi theo mình biết những cái sản phẩm này thì nó hỗ trợ sức khỏe này kia về chuyên môn thì em cũng gần, nhưng mà tôi chỉ cảm nhận thấy là nó hiệu quả được thì tôi đưa cho những người xung quanh. Ví dụ trước khi thì hôm nay thì có mặt ở đây thì tự lên khi chỗ anh Đức về chùa thì mang tôi lên đây, tôi có mặt ở đây cũng giống như là để mà cái mà ghi nhận ảnh đến mình đến với ảnh để chúc mừng có qua có lại. Thì cuối cùng thì kính chúc tất cả ban lãnh đạo của công ty và toàn thể khách dự có mặt hôm nay dồi dào sức khỏe và thành công có thể nhất trong cuộc sống. Thưa tất cả các anh chị của chúng ta, ngày hôm nay phần quà của chúng ta
và các chị trao quà và trao hoa. Chúng ta sẽ có 3 phần quà như nhau, bao gồm một hộp đông trùng hoàn hảo beta glucan, một hộp phấn mắt, một hộp phấn má, một son, một kẻ mắt nước, một sữa rửa mặt Osaki, một serum Osaki là phần quà dành cho các thành viên có mặt tại khu vực sân khấu này. Và chúc mừng cho cả ba